Ừ. Có mập cái không? Con cá mập rồi. Ồ, oh, cái bụng nữa kìa. Có lẽ cái bụng. Bụng chưa? Nướng ăn là khoái ngon gì đó. Chút về còn mình làm bánh gai nha. Ôi chết. Nướng rồi mình chắc mập nè. Chắc là gai nữa chắc hết về quá. Nó chưa chạy xe đây thì chẳng ngán. Mà em đi ô tô á, em mùi ở buồn ngủ hơn đi Honda nha. Mình đóng cửa nó im rồi mới lạnh á. Quá trời cá các bạn ơi. Này cái nước Cà Mau nha các bạn. Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Này thuộc vùng nước nước lợ nha các bạn. Thành ra cá phi cá đói nhiều. Cá nha các bạn, bắt đầu cuốn lưới nha. Nãy giờ mình thả đâu chưa được tiếng mà. Cho thả chút xíu. Thả chỉ trong vòng 30 giây nha các bạn. Cắt đi bạn. Mà cuốn lưới luôn. Cắt đi nè. Ngon là ngon này. Quá trời luôn. Đó là cà phê nha các bạn. Dùng này nước là nước lợ, cà phê cái đó. Nhiều cái. Đấy giờ nó quẩy quá trời. Dính đủ chỗ luôn mà không có chỗ nào mà không có chứ. Này cái nhà xúc nhau gỡ. Dạ. Cái gì dưới mát cái thoải mái. No.
không ngồi đúng rồi, nó dưới nó cứng nhắc. Lần em có giả trảnh em có giăng lưới đi ra suối nhặt trên Đồng Nai nha. Cá suối thì nó không bằng cá đồng mặn. Dạ không bằng cá đồng mặn. Cá suối là mấy con cá trắng trắng vậy giờ mà. Với cá phi mình đập nước cho mấy đập nước rồi đó. Cũng cá phi đó, mà cũng có đất đó mà sao nó cứng nhắc. Dùng trảnh này nó dùng suối thì là như cái nước này. Vậy rồi. Thôi xuống chìa khóa gì đó không về đây. Thôi mà cho nó buồn, không cho nó đi thì nó giận. Chứ đi đâu có được đâu. Xuống này đi nó lắc hồi. Ý là không cho nó ra đây nè, nó nói mình xấu không cho nó đi. Hồi nãy chở đứng bờ được mà nắng này em cũng không thấy, cũng không cho nó đi nữa. Nắng không sợ, mà sợ chìm xuống. Đứng bờ được, nãy phải rước nó đứng bờ được rồi sao. Nắng nó chịu không nổi. Thi rồi sắp nghỉ rồi. Thấy mê không các bạn? Dùng cái nước Cà Mau cũng có nha. Nói chung là trong tỉnh Cà Mau có hết rồi. Cũng tùy dùng đó, ở bên trận thời được ít có bạn. Ở bên U Minh cũng có đâu. Không có bên U Minh hết rồi. U Minh mà cái tôm vuông giờ hình như cũng thất bại. Tây lý này về gần 100 thước nha các bạn, dân trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Coi như là vừa dân giáp là quay một vòng là đỡ đó, chứ không có để lâu nha các bạn. Vừa thả giáp vòng hết lưới là bắt đầu chống xuồng đi là dở luôn. Để lâu nữa là nó đứt lưới hết. Cái phần nhiều quá ăn cũng không hết các bạn. Cái này về ăn chứ không có bán nha. Bán thì bán mấy em thương xú thôi. Hồi nãy con tôm xúc ra nè. Để có con thả cho rồi. Nếu mà đã nguyên một đêm dùng có tôm lại, ta lưới này nó dính hết. Lưới đâu có dám nhận nguyên đêm rồi. Đang bạch lưới thật. Lưới phượt. Chỉ dân mấy đầu cống, trứng cá ăn chơi. Hôm nay dân là sáng là trứng cá ăn rồi. Nhiều chứ, cá bự bự không à. Có mần khô, mần khô ăn ngon không? Chả không biết mần khô đâu. Không biết mần khô. Cái cá này biết chưa? Chứ lại nó không có chỗ phơi. Lớp dính sâu rồi. Biết làm gì cái này là phơi bằng mình xẻ hai cái là phơi được rồi. Ốp đồ ăn cho ở trời không có chỗ phơi, phơi mèo nó ăn hết rồi. Phải treo ra. Về mà để cái loại nắng được. Cá này thì bảo đảm luôn, cái bầu nó chết vậy tới chảnh muối nó cũng ngon nữa. Đâu sao đâu. Có sao không? Có cá nó không có được ngon bằng cá không? Cá mà chiều mấy cái khu nghiệp nó bán ba cái cá nuôi mà cái chết sình lên xong cũng mua về ăn. Nói chung là sình thì không sình nhưng mà thấy nó chết nó ương lên luôn rồi. Không ngon. Nhưng mà mấy khu công nghiệp thì mình không phải chơi khen gì, cái người ta làm công nhân cái đồng tiền nó ít. Nó xài nó tiết kiệm. Ngồi ruột nữa rồi. Thì ta cũng phải mua về ăn thôi. Với tà lưới này nó gắt nên là không gắt là cũng dính nhiều à. Quá trời, tà lưới này nó hết đó. Nó hết đát luôn rồi còn gì nữa. Ồ, hồi nãy thấy tà lưới gắt rồi. Rồi về các bạn ơi, đủ ăn rồi. Tà lưới này nó gắt rồi nó dùng dùng lại nó đâu còn thẳng nữa đâu. Cá nó cũng đâu có vô nhiều. Với nó sắn ra lủng chứ. Dưới nó qua rồi, sắn rồi, có mấy lỗ gắt. Trên đường về các bạn ơi, trong vòng 30 phút là có cá ăn rồi. Tay lưới dài 100 mét rồi mình thả giáp, vòng hết cái này quay trở lại là dở luôn. Chứ không có để chờ cho cá nó vô vậy nha các bạn.
cá lên dưới vuông luôn các bạn ơi. Chiều mát mát là cá đói nó chạy dở sống luôn. Cầm lấy cầm quấy. Có gì đâu. Thì cầm quấy muốn gáy gì quấy. Cầm quấy á. Đây là cá lớn trong dòng nước tiếng hồi các bạn. Chỉ có mùng mền với nước uống thôi, chứ nói mùng mền có cái võng nằm, nó có cái đài gì để coi nghe rồi chứ. Nói chung đây ngủ là quá im các bạn, yên thành. Mát không? Mát. Có cái đài nữa là ok. Nghe nhỏ nhỏ rồi cái máy cassette là nghe nhạc rồi dương dương rồi. Điện thoại. Nhưng mà điện thoại nó không đã mà. Ở đây có mũi nhiều. Có xà nhang mũi không? Chắc chưa? Tắt nãy giờ rồi. Đâu đây? Hết rồi đó. À, nó bị nữa rồi. Nó bị lỗi phải không? Khám bốn người rồi mà sao hết rồi. Mà quay cái kia bình thường. Mua thế di động. Có gì nghe chứ. Xuống vô, có nghe không? Xong rồi các bạn, trên đường về. Ghé vuông trong vòng 30 phút các bạn. Là có một cụm cá nè. Here we go.